là lông màu. Mình cho ăn trắng là uống lông trắng là to quá. Mình tưởng nay đi ô tô giống hôm trước bắt mấy cục hai cục con. Thế nào mà đi đâu mà lại đi đi? Bố này bố cô nó mẹ bố chỉ nghe đấy thôi, cái là bố đăng ký và lên đúng hẹn đấy. Thế nào mà lại mà lên đúng thế? Lên bắt là được bắt ngay. Trưởng nhất ông này là hai lần liều lên là nào bắt được là lần đấy. Mất công đi mà nó được việc của mình đó. Đâu 20 con kia khỏe không? Có 10 con nha. À 10 con kia nhỉ? Đúng bắt đầu là 30 nhưng mà xong giảm 10. Cái kia lại nhìn thấy thèm chưa? Cái kia từ bọn này vào nó đẩy như nào. Hả? Bọn này vừa vào đúng nó đẩy như nào. Nên cứ riêng ra một góc. Riêng ra là cấm nhau nhập xong. À quên rồi. Còn cứ quay riêng ra nó đẹp đẹp chết phải không được. Nhưng mà ý là mình cho vừa cắm thôi. Cho nhiều quá này. Cắm nó còn không thèm ăn nên nó cứ ra đống rau thôi. Mình đang tốt thì đỡ rửa lông rau. Mình này lấy được ở cái vườn của mình lấy được nhiều rau. Rau gì? Rau hoa trắng. Rau gì trắng à? Rau hoa trắng các kiểu mình lấy. Ừ đấy. Cái này phiếu hôm trước đâu bác? Đưa phiếu xong rồi là phải đưa mùa phiếu. Ai nắng rồi nên là thôi chứ. Chết rồi. Đúng rồi. Lên đòi như này thì ta đau đủ nhá. Đau đủ là thu lại cái phiếu này. Làm vào làm việc nó phải rõ ràng. Mình làm việc nó nhanh chóng lắm. Mình làm công việc lanh quanh thì nó chết mệt. Làm việc nó quá mệt. Thế nào mà ông lại dò lên đây rồi. Thì em đi đâu em phải đi một lần để kể cả đi. Đi một lần. Là nhớ cả em nhớ là mình quá. Sáng này em đâu lấy cho ba chẳng buộc này nhỉ. Mà cái này không phải đâu, gỗ sốt cực cứng lắm. Không phải căng ở kia đâu, anh cứ buộc thôi. Đấy đưa em nhấc lên cho. Không phải que mà. Không phải que luôn, phía trên thùng sốt này không phải que. Anh càng que nó càng khó lên đầy. Anh để đây nó êm luôn. Anh cứ đừng trong giữa đây bảo. Cần. Thank you.
gì cô giàu? Đáng không đáng gì, nó không ăn chứ. Thank you.
ở đấy mà cùng người thì tôi mà đã nuôi là cùng ở đấy lại cả một cái khu ý thì lại có khi nó làm người đẹp. Anh cố gắng bảo huấn luyện một hai con vâng nghe mà mình liên tục ở bên cạnh nó thì sao mình chẳng thấy được nhưng mà phải cưỡi được huấn luyện thì cưỡi đi anh cưỡi ngày nào anh cũng phải cho đứa trẻ con cưỡi 30 cân là mình huấn luyện được 30 cân là phải đeo cát rồi phải huấn luyện từ bé đeo từ ba đeo cát đeo bố bông rồi suốt ngày mình ở bên cạnh nó phải cõng suốt ngày thì lúc người khác cõng thì nó cõng thêm thì nó mới không nó mới cảm giác bình thường bây giờ như mình thì đeo từ 5 cân mà người có chịu bây giờ tất cả hàng nó đã xong rồi ok rồi. Đi bỏ đó. Giờ đi bỏ thịt ra để nấu cơm. Còn gì là nhau? Không không xin cái đó. Đó thì các bạn em lấy bác lấy lấy. Nếu như người ta em phải trả bao bì nó kia bác này đấy em tìm điếu thì đặt. Các bạn này đi đâu vắng hết nhỉ? Alo. Đi ai bảo đi đâu? Nhưng mà có ai bảo cái gì đi mình đâu? Vẫn hai con nó bán đây em cổ sống của má nhé còn như thế là cái cả cái cần bao bì cái thứ là em không kiếm gì cả anh em vui vẻ em cố gắng kỹ thuật thì nắm bắt thường xuyên tập thường xuyên thế nhỉ còn như thế là mọi vấn đề có gì alo nhá ai mà lấy thêm thì alo và không cẩn thận gì. Ngày về là phải có lò sửa thôi cho nó có khí thở chứ ăn rán nhé ăn gì quấn
trồng mái, một trồng mái bếp đen kêu chim cu gáy á. Rồi hiểu rồi. Nó khoảng 3 tháng tuổi. Tôi có gặp anh ở vùng miền nào đấy nhỉ? À, cô quét ít thùng xốp và chiều chuyển là vào làm phiếu cho một số người. Bây giờ vào làm phiếu thì xong là chuyển thùng to thùng nhỏ này. Sắp để thử sửa cho cả hai bên, chỉ một bên. Bên hai bóng thì không bóng. Một bóng thôi, đấy hai bên thôi. Để như vừa nãy là được rồi. Ừ, đủ á. Quý vị và các bạn mua con giống đà điểu cũng như chim cu gáy giống, bạn liên hệ cho đồng chí Thao 0335305982 với cái thông tin như trên. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.